Chào anh em nha, tiếp tục clip tiếp theo. Sau khi mình đã ráp được thỏi đẩy kèo vào rồi đó, thì bây giờ đây là mình ráp cái chữ L. Hướng dẫn anh em ráp chữ L với lò xo vào. Mình cũng gắn được cái cục nhôm lên nha anh em. Nhôm gắn như thế này, rồi chốt ngang để vô. Rồi mình chốt cái này xuống, gọi chữ L vô với lò xo vô. Rồi, sau khi mình bỏ vô được rồi thì mình đạp cái cò vào, mình cắm vào đúng cái lỗ ngay đây nhanh nhanh. Mình nhặt ra.